Đó, thì chúng ta học về hôm trước chúng ta học về tốc độ cảm ứng học rồi, chúng ta nghiên cứu cái tốc độ biến thiên nồng độ của các chất tham gia và cái sản phẩm đúng không, trong một cái đơn vị thời gian. Đó, thì để chúng ta xét cái sự nhanh chậm phản ứng. Chiều nay chúng ta sẽ nghiên cứu thêm một cái trạng thái của một phản ứng học. Mà ở đây chúng ta có đó chính là cái phản trụ nghịch cho nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn đó. Thì chúng ta nội dung hôm nay chúng ta nghiên cứu mà chủ yếu qua hai cái nội dung cho nào. Nội dung thứ nhất là chúng ta tìm hiểu rõ hơn cái định nghĩa phản trụ nghịch thông qua chúng ta so sánh hai khái niệm, đó là phản một chiều và phản trụ nghịch. Và thứ hai là chúng ta nắm vững cho ta là cái khái niệm cân bằng học là gì. Cái nội dung thứ hai đó là các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Đó chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi. Đầu tiên là chúng ta xét về khái niệm phản một chiều, phản trụ nghịch và cân bằng hóa học. Đầu tiên là phản một chiều. Ở đây thầy xét cái phản ứng đó là thủy nhuận phân kali clorat trong phòng thí nghiệm đúng không? Với xúc tác là mangan dioxide đun nóng thì chúng ta sẽ thu được là hai kali phân tử kali clorua và ba phân tử oxy. Bây giờ cũng trong điều kiện đó thì em thấy là chúng ta nhận thấy rằng là cái kali clorua và cái oxy này nó không có tác dụng trở lại, nó không, cái chiều này nó không có xảy ra, được chưa? Đó, và những cái phản ứng đó mà những phản ứng như thế này nè mà nó chỉ xảy ra theo một chiều nhất định là từ trái sang phải đúng không, cái chiều ngược lại không xảy ra đó, thì người ta gọi đó là phản một chiều, hiểu chưa nào? Tức là nó chỉ xảy ra theo một chiều duy nhất, đó là từ trái sang phải. Đó thì em nắm vững cái con này chưa nào, được chưa? Đó, và chú ý ở đây là trong phản một chiều thì người ta thường biểu diễn cái mũi tên cái chỗ này. Được chưa? Và ở đây để ý nè, thì trong phản ứng một chiều này thì em nói là chất tham gia nó chuyển hóa hoàn toàn thành chất sản phẩm. Được chưa? Nếu như phản ứng xảy ra hoàn toàn thì có thể là cái chất tham gia nó chuyển hóa hết hoàn toàn thành cái sản phẩm, hay cũng có thể là còn dư lại cho siêu phản ứng cho nào, cho nào. Nhưng mà chú ý chất tham gia nó chuyển hóa hết thành sản phẩm. Được chưa? Và có thể là ta chú ý chỗ này cho nào. Và nếu chúng ta phản ứng đến tận cùng, tức là kết thúc phản ứng thì phải toàn bộ cái chất tham gia nó chuyển hết thành sản phẩm, trừ được chưa nào, một số cái nếu có lượng dư thì nó khác, được chưa nào. Tiếp theo là bây giờ chúng ta so sánh cái phản ứng cùng nghịch, chúng ta xét cái phản ứng này nhé. Đó là chúng ta học cái phản ứng đó là clo tác dụng với nước đúng không nào, tạo ra là ở đây thì chúng ta để ý này, thì ở điều kiện thường anh nói là clo tác dụng với nước theo phản ứng đó là tạo ra phân tử này đúng chưa, nhưng mà ở trong cái điều kiện đó thì anh nói cái hai cái sản phẩm tạo ra này, nó sẽ tác dụng được ngược lại, nó sẽ tạo thành là clo và nước đúng chưa. Đó, và ở đây anh nói là cái phản ứng này nó sẽ xảy ra theo hai chiều, chưa, chiều thuận ở đây chính là từ trái sang phải, được chưa, được chưa nào, và cái chiều nghịch chính là phản ứng từ phải sang trái. Và những phản ứng như thế người ta gọi là phản ứng trụ nghịch, có nghĩa là nó sẽ xảy ra theo hai đồng đồng thời hai chiều trái ngược nhau, đó là chiều thuận và chiều nghịch cho nào. Và trong các phản ứng trụ nghịch thì người ta thường biểu diễn như đây, mũi tên hai chiều để chỉ chiều của nó, nhưng mà cái mũi tên bên trái thì có nghĩa là để chỉ chiều từ trái sang phải đúng không, còn mũi tên sang phải là chỉ chiều từ phải sang trái đó. Chúng ta phải nhớ nha, được chưa. Và ở đây chúng ta chú ý này, trong phản ứng trụ nghịch thì rõ ràng em thấy là do ở đây là có sự gì, các chất sản phẩm nó sẽ tái hợp trở lại, nó tạo thành cái chất ban đầu, cho nên rõ ràng là cái chất tham gia phản ứng chúng ta đây không có thể chuyển hóa hết thành sản phẩm được, mà nó chỉ chuyển hóa một phần thôi đúng không. Như vậy cái phần còn lại nó sẽ còn lại chất chính là trong dung dịch sau phản ứng, thì rõ ràng là cái các chất tham gia nó sẽ đều còn lại trong dung dịch vì nó không chuyển hóa hết, hiểu vấn đề không nào? Vì
chúng ta mới phản ứng với nhau tạo ra cái chất sản phẩm, nhưng mà chất sản phẩm nó là này tác dụng ngược trở lại, đúng không? Thì không thể nào mà hết được, đúng không nào? Hiểu vấn đề không? Được chưa? Cũng giống như là bây giờ sáng mà chúng ta được chưa nào? Thì đó chúng ta nắm được chưa? Được rồi. Rồi bây giờ chúng ta so sánh cái phản ứng một chiều với phản ứng nghịch, được coi nè, chúng ta có nắm được vậy không? Nhé. Thì đầu tiên chúng ta nhớ là cái phản ứng một chiều, cho nè. Và tiếp theo là phản ứng tụ nghịch. Thì phản ứng một chiều em biết rằng là theo thời gian thì nồng độ các chất tham gia giảm và nồng độ các chất sản phẩm tăng dần, đúng không nè? Mà chú ý còn theo ở đây phản ứng nghịch này, khi đạt trạng thái cân bằng thì nồng độ các chất tham gia và sản phẩm nó không đổi, bởi vì do nó có quá trình gì mất đi nhưng mà tái tạo trở lại, đúng không? Cho nên rõ ràng nó luôn luôn là giữ ổn định, đúng không nào? Không có chuyện là nó mất hoàn toàn. Thì vấn đề à? Tiếp theo nữa là hiệu suất có thể là đạt 100% đối với phản ứng một chiều nhé. Nhưng mà đối phản ứng nghịch thì em nói là cái hiệu suất của nó luôn nhỏ hơn 100%, chưa? Nhớ chưa nào? Chưa? Rồi đối với phản ứng một chiều thì nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn thì có ít nhất một chất tham gia phản ứng hết, hiểu chưa nào? Nhớ chưa? Còn đối với phản ứng thuận nghịch thì hỗn hợp sau phản ứng thì đều có chất tham gia và sản phẩm, chưa? Em nắm được chưa nào? So sánh được không? Alo. Dạ. Đó, vậy chúng ta nắm được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta chỉ đi qua khái niệm tiếp theo, đó là cân bằng hóa học. Okay. Bây giờ chúng ta xét cái phản ứng ở đây, chúng ta có hydro cộng iốt này tạo ra thành 2Fe, thì đây chính là phản ứng nghịch, đúng không nào? Thì chúng ta đã học ở phần trước thì ở đây nó có một cái bài tập cũng đã có được chứng minh, đó là cái tốc độ phản thuận thì nó chỉ tỷ lệ thuận với cái gì đây, với cái nồng độ theo cái hệ số mũ tương ứng, được chưa? Và ở đây thường số mũ chính là cái hệ số trên cái phương trình này, tức là bằng tỷ lệ với k hằng số nhé, tốc độ nhân với cái nồng độ tích nồng độ của cái chất tham gia. Như vậy rõ ràng nhớ, được chưa nào? Nó tỷ lệ thuận với cái nồng độ ứng với số mũ của các chất tham gia. Tương tự như thế thì chúng ta có phản ứng nghịch như vậy, nó chỉ bằng là tỷ lệ thuận với cái nồng độ Fe. Bây giờ ta xét cái phản ứng nghịch chính là cái chất tham gia đây chính là Fe, còn sản phẩm là hydro và iốt. Và nó ở đây chúng ta thường là số 1 chính là hệ số cân bằng luôn, được chưa? Nhưng mà rõ ràng lúc đầu cái nồng độ hydro và iốt nó lớn, đúng không? Còn Fe nó chưa tạo ra, cho nên ở đây chúng ta là tốc độ phản ứng lớn, còn cái phản ứng nghịch nó bằng không, được chưa? Nhưng mà sau một thời gian em thấy cái nồng độ hydro nó sẽ giảm xuống và nồng độ Fe tăng dần, do đó tự nhiên vào cuộc thức đây nồng độ giảm thì tốc độ phản ứng giảm và cái nồng độ Fe tăng, cho nên tốc độ phản ứng nghịch tăng lên, nhớ? Và một cái giảm một cái tăng, đúng không? Cho nên đến một lúc nào đó nó xảy ra hiện tượng đó là gì nào? Và cái nồng độ hydro của cái tốc độ phản ứng nó giảm xuống còn tăng lên, rõ ràng là nó sẽ đến một lúc nào đó thì hai cái này nó sẽ giao hòa với nhau, tức là nó bằng nhau đó. Thì cái trạng thái này người ta gọi là trạng thái cân bằng hóa học. Em nắm được không nào? Đó. Và đây chính là cái đồ thị biểu diễn cái sự phụ thuộc của thời gian và cái tốc độ phản ứng ở nghịch theo thời gian. Được chưa nào? Đấy. Là cái chiều hướng thế này. Được chưa? Và cái tại cái thời điểm bắt đầu mà em thấy cái đường nằm ngang này chính là cái thời điểm mà tốc độ phản ứng phản nghịch, tức là đó thì ta gọi là cái T, là cái thời điểm mà bắt đầu xảy ra T cân bằng. Yeah. Như vậy em nắm được cho là cân bằng hóa học ở đây chính là trạng thái nhé, là một trạng thái của phản ứng nghịch khi mà tốc độ phản ứng bằng tốc độ phản nghịch. Nắm được chưa nào? Dạ rồi. Có ghi kịp không? Dạ đang ghi. Đó, thì vậy chúng ta nhớ là cân bằng hóa học đến là trạng thái của phản ứng nghịch mà khi mà tốc độ phản ứng bằng tốc độ phản nghịch. Rồi được chưa?
Dạ rồi. Bây giờ đặc điểm của cân bằng hóa học nó nhớ nó là gì? Cân bằng hóa học là cân bằng động. Thế nào là cân bằng động em? Có nghĩa là cân bằng này nó không phải là cân bằng đứng yên được, tức là tại cái trạng thái cân bằng hóa học đó, thì có nghĩa là phản ứng nó vẫn diễn ra, hiểu không? Chứ không phải là dừng lại nha. Được chưa? Tức là cái tốc độ phản thuận nó bằng với tốc độ phản nghịch. Có nghĩa là phản nghịch nó vẫn diễn ra và phản nghịch phản thuận vẫn diễn ra, nhưng mà hai cái này xảy ra là như nhau, tốc độ như nhau. Có nghĩa là chúng ta trong cái thời điểm mà phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì rõ ràng là em hiểu là có bao nhiêu cái lượng chất tham gia mất đi ở phản thuận thì bù lại thì ở phản nghịch nó sẽ tạo lại bao nhiêu. Do đó rõ ràng là chúng ta nói là cái nồng độ của các chất tham gia cũng như là sản phẩm khi mà vẫn đạt trạng thái cân bằng nó luôn luôn là không đổi, hiểu không? Bởi vì mất bao nhiêu nó lại bù lại bao nhiêu, hiểu không nào? Rõ chưa nào? Cho nên là cái nồng độ của nó khi đạt trạng thái cân bằng là nó không có đổi thay đổi, được chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là gì? Là cái ý thứ hai thầy đã nói rồi, được chưa? Như vậy ở đây nó chỉ có hai cái ý thế này chúng ta cần nắm được chưa nào? Được chưa? Được rồi. Rồi bây giờ chúng ta có một cái nội dung đó là tham khảo, đó là hằng số cân bằng. Được chưa? Hằng số cân bằng. Thì phần này là cũng tìm hiểu thôi để cho biết, được chưa nào? Thì bây giờ tổng quát nếu chúng ta có phản cùng nghịch sau nè, là A phân tử A cộng cho B phân tử B tạo ra C, thì chúng ta sẽ có được điều gì đây nè? Là chúng ta sẽ có được là V thuận là bằng K thuận nhân cho nồng độ A, đúng không? Được chưa? Tiếp theo nữa là V nghịch. Ở đây, cái này chúng ta đã giới thiệu phần trước rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ rút ra được là cái gì nè? Khi mà cân bằng hóa học xảy ra thì chúng ta có được là V thuận sẽ bằng V nghịch, có nghĩa là tương đương với gì đây? Là cái này, đúng không nào? Và từ đây em rút ra được là gì nào? Là cái thương số này nó chính là bằng gì? K thuận chia cho K nghịch. Và ở đây là hằng số cho nên ở đây là K cho KC. Và KC được gọi là hằng số cân bằng. Được chưa em? Alo? Rồi chưa? Alo? Có nắm được không? Có theo kịp không? Đó. Và cái hằng số cân bằng này nó phụ thuộc vào nhiệt độ, được chưa nào? Nó phụ thuộc vào nhiệt độ. Cái này em nắm được chưa nào? Rõ chưa? Tức là ứng với mỗi cái nhiệt độ này thì hằng số nó khác, nhưng mà ở nhiệt độ khác thì cái hằng số của ứng này nó sẽ khác đi. Do chúng ta biết rồi, khi ở nhiệt độ cao thì cái rõ ràng là cái tốc độ phản thuận và phản nghịch nó cũng tăng, nó thay đổi, cho nên cái hằng số này nó cũng phụ thuộc vào cái nhiệt độ, được chưa? Và chú ý ở đây chúng ta, đối với các phản ứng mà có chất rắn không có mạch, chất rắn nhá, có chất rắn không có mạch thì chú ý này, nó không có mạch trong biểu thức tính KC. Bởi vì cái chất rắn thì cái nồng độ của nó là trước và sau phản ứng nó không thay đổi đáng kể, được chưa nào? Cho nên là chú ý chất rắn không có mặt trong biểu thức tích KC, nhớ chưa nào? Rõ chưa? Đó, ví dụ chúng ta xét cái phản ứng này thì rõ ràng chúng ta cái hằng số cân bằng hiểu là ở đây cái hằng số cân bằng được tính bằng gì? Tích số nồng độ của sản phẩm ứng với số mũ nhé, chia cho là gì? Thương số của tích số nồng độ của chất tham gia. Dạ, như vậy lấy cái nồng độ sau, tích số nồng độ sau chia tích số nồng độ trước, nhưng mà phải kèm theo số mũ nữa, tích hợp. Thì đây chúng ta sẽ có là gì nào? KC chính là bằng gì đây? Là bằng gì? Cái nồng độ CO bình phương mà chia cho tích số của nồng độ CO2 nhân cho tích số của carbon. Nhưng mà cái nồng độ của carbon nó không thay đổi, cho nên nó không đổi, cho nên nó gộp vào cái KC này luôn. Em hiểu vấn đề không? Được chưa? Cho nên nó bỏ cái C này đi, không có biểu mặt trong biểu thức. Em hiểu chưa nào? Chỉ quan tâm đó. Đó là cách mà chúng ta đi biểu diễn cái hằng số cân bằng. Được chưa? Như vậy rõ ràng chúng ta nhớ được cái biểu thức tính KC ở đây, được chưa nào? Cái phần này là giảm tải rồi, nhưng mà ở đây thì thầy nghĩ chúng ta cũng có thể là tiếp nhận được, cho nên là thầy cũng trình bày luôn, được chưa?
Rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta chỉ đi qua phần cái nội dung chính, đó là sự chuyển dịch cân bằng. Được chưa? Ở đây cái thí nghiệm chúng ta có là chúng ta nạp đòi khí nitơ dioxit vào cả hai cái ống A và B ở nhiệt độ thường, và chúng ta nút kín cả hai ống, và trong đó chỉ có cân bằng sau. Yeah. Và chúng ta tiến hành là ngâm ống nghiệm A vào chậu nước đá và quan sát hiện tượng và giải thích. Ở đây chúng ta hình dung nha, cái thí nghiệm này được nào. Tức là ở đây nó có hai ống nghiệm A và B, và ở đây có khóa K thế này. Thì ở trong ống nghiệm A và B nó đều có gì là đều là cái trạng thái cân bằng. Em hiểu vấn đề không? Đó. Thế là bây giờ là khi mà chúng ta nhúng cái ống nghiệm, tiến hành thí nghiệm để nhúng cái ống nghiệm A và B, ở đây nghĩa là trong hai ống này nó đều tồn tại cân bằng. Trong mỗi ống này nó đều tồn tại cân bằng hết nhé. Chưa? Đều tồn tại cân bằng ở như thế này này. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhúng cái ống nghiệm A vào chậu nước đá, bây giờ đưa cái hệ thống này lại vào cái chậu nước đá nhé. Thì chúng ta sẽ nói là quan sát hiện tượng coi này. Em để ý coi nè. Chúng ta có hiện tượng gì không? Đó là cái màu sắc ở cái ống nghiệm A nó nhạt dần. Đúng nào? Như vậy ta quan sát, như vậy chúng tỏ điều là gì nào? Rõ ràng là em ta xét lại cái cân bằng hóa học nãy coi nè. Tức là ở đây chúng ta quay lại cái phản ứng nãy, đúng không nào? Đúng không? Có nghĩa là ống nghiệm A nó nhạt màu dần thì chứng tỏ đó có nghĩa là sao đây? Chứng tỏ là cái cân bằng nó sẽ chuyển dịch về gì đây? Về cái phía gì đây? Theo chiều gì đây? Chiều tiêu thuận, đúng không? Tức là sẽ tạo, nó sẽ làm cho cái phân tử NO2X đi, và đồng thời làm cho cái phân tử NO2O4 tăng dần lên. Cho nên em thói quan sát cái màu của ống A này nè, nó sẽ nhạt dần, đúng không nào? Hiểu không? Tức là cái cân bằng này nó sẽ đang chuyển dịch về theo chiều thuận, đúng không? Để cho làm cho cái nồng độ của NO2O4 tăng lên, còn cái nồng độ NO2 nó giảm bớt xuống, đúng không nào? Đúng không? Phải chưa? Đó. Như vậy ở đây cho thấy ở đây là cái yếu tố nhiệt độ nó đã ảnh hưởng đến cân bằng hoặc nó làm cho cân bằng chuyển dịch đi. Yeah, quan sát lại nhé. Như vậy chúng ta hiểu là sự chuyển dịch cân bằng đó là gì? Là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác là do tác động của các yếu tố từ bên ngoài lên cân bằng. Thì một trong ở đây yếu tố chúng ta xét là yếu tố nhiệt độ. Ngoài ra chúng ta có thể xét yếu tố như là áp suất, nồng độ, vân vân. Được chưa? Hôm trước là chúng ta đã học về các yếu tố ảnh hưởng rồi, là có bao nhiêu yếu tố nào? Mấy yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? Hello. Là bao nhiêu? Hình như là có 5 yếu tố đúng không ạ? Ừ, 5 yếu tố rồi.
Được chưa? Cái bài đó ra chúng ta nhớ, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần cuối cùng là cái phần rất là quan trọng đây. Đó là các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Thứ nhất là ảnh hưởng của nồng độ, chưa? À, thì bây giờ chúng ta cũng xét cái phản ứng này, xét cái cân bằng sâu trong cái bình kính ở nhiệt độ cao và không đổi, cho nè. Đó, thì chúng ta đã học rồi thì cái hằng số cân bằng được tính theo công thức này cũng là, được chưa? Và đây là cái carbon nó không có mặt trong biểu thức này. Bây giờ ở 800 độ C thì cái hằng số cân bằng C nó không biến đổi và nó bằng là 9,2 nhân 10 mũ trừ 2, được chưa? Nếu bây giờ ta thêm lượng CO2 vào thì cái thương số này nó sẽ nhỏ hơn KC, đúng không? Cái thương số K này không phải là cái hằng số cân bằng nha, hiểu không? Khi mà em thêm cái CO2 vào nó làm cho cái gì đấy, cái thương số này nè, cái mẫu nó lớn, đúng không? Đúng không? Cái mẫu nó lớn thì rõ ràng cái phân số này nó sẽ nhỏ đi, và cụ thể là sẽ nhỏ hơn cái KC này. À, cái K này là nó không là ở đây tại đáng lý ghi là K phẩy, chỗ này là C phẩy và C phẩy mới đúng, cho để ta sửa lại. Được chưa? Tức là chúng ta sửa cái thương số bất kỳ ở thời điểm bất kỳ, còn ở đây là ở thời điểm cân bằng nha. À, thì ở đây chúng ta thấy là khi mà cái nồng độ CO2 tăng lên thì cái thương số này sẽ bé, nó nhỏ và nhỏ hơn KC. Bây giờ muốn cho cái hằng số này là một số không đổi thì nó buộc chúng ta sao nào? Buộc làm sao cho cái phản ứng nó phải phải xảy ra theo cái chiều mà để làm tăng cái nồng độ, sẽ giảm bớt cái nồng độ CO2 xuống và đồng thời làm tăng cái nồng độ CO lên, đúng, để cho cái KC nó tiến tới gì đấy, nó tăng dần đến KC, đúng không? Đúng chưa? Thì phải giảm bớt lượng CO2 đồng thời và tăng thêm lượng CO sinh ra. Như vậy rõ ràng dự đoán qua thì rõ chiều phản ứng nó xảy ra chiều nào, có thể dự đoán được không? Alo. Như vậy là cái chiều nào, như vậy phản ứng sẽ xảy ra chiều nào nào? Chiều nào mà làm cho cái nồng độ CO2 giảm đi và cái nồng độ CO tăng tăng dần? Chiều nào? Theo em chiều thuận hay chiều nghịch? Tuấn Anh. Dạ. Chiều nào? Chiều nào đây? Chiều thuận hay chiều nghịch? Alo. Là nghịch đúng rồi. Chiều nghịch đúng rồi. Vì em biết rằng cứ xét một phản ứng ta nhìn theo chiều của nó, cứ nồng độ cái chất tham gia thì theo thời gian rồi giảm xuống, còn sản phẩm phải tăng lên, đúng không? Nhưng mà rõ ràng cái chiều rõ ràng là ở đây là giảm bớt lượng CO2 thì rõ ràng cái lượng CO2 phải là sản phẩm là tham gia, còn cái CO là phải nằm ở bên sản phẩm, đúng không? Như vậy phải chịu nghịch, đúng chưa nào? Đúng chưa? Okay, xin lỗi là nhầm, giảm bớt tức là phản chịu thuận chứ, đúng rồi, phản là phải ra là chịu thuận, hiểu vấn đề không? Phản phải xảy ra cho chịu thuận để cho cái KC này nó tăng lên đến cái giá trị là cái K này tăng lên đến cái thương số này này, tăng đến cái KC, được chưa? Em rõ vấn đề không? Đó, được chưa? Đó. Như vậy rõ ràng là cái phản ứng nó phải xảy ra theo cái chiều gì đấy, chiều làm giảm bớt lượng CO2 đồng thời là phải tăng lượng CO, nhưng mà rõ ràng cái CO2 chắc chắn nó phải nằm bên tham gia rồi, chắc tham gia rồi, còn cái CO phải nằm bên sản phẩm. Như vậy rõ ràng nhìn vào đây thì em thấy là phản ứng thuận đúng không nào, đúng chưa? Đó. Nhưng mà rõ ràng khi mà em thay đổi nhiệt độ thay đổi cái nồng độ của CO2 thì rõ ràng là em thấy là cái phản ứng nó xảy ra theo chiều là gì đây? Khi tăng cái nồng độ CO2, rõ ràng em thấy cái phản ứng nó xảy ra theo chiều là gì? Làm giảm cái nồng độ CO2, tức là có nghĩa là nó sẽ chống lại cái gì đây? Cái việc mà chúng ta thêm cái nồng độ CO2 vào, đúng không? Đó, cái tác động của việc mà thêm cái lượng CO2 vào có nghĩa là làm cho tăng cái nồng độ CO2 lên, nhưng bây giờ phản ứng nó xảy ra theo chiều thì chống lại là nó làm cho cái nồng độ CO2 giảm xuống, đúng không? Có nghĩa là phản ứng theo chiều ngược lại đấy. Chống lại ở đây hiểu là ngược lại, làm ngược lại, được chưa nào? Được chưa? Và tương tự như thế thì khi mà em giảm bớt cái nồng độ CO2 xuống, đúng không? Thì mình dựa vào thương số này, khi giảm bớt rõ ràng cái thương số này nó sẽ lớn hay nhỏ nhỉ? Khi giảm cái nồng độ CO2 xuống thì rõ ràng cái K thế này như thế này, ban đầu là KC, bây giờ ta rút bớt này xuống. Rút bớt cái CO2 xuống thì rõ ràng cái lúc này cái thương số K này như thế nào với KC?
lớn hay nhỏ hơn cái KC đây? Alo? Dạ. Lớn hay nhỏ? Alo? Tuấn Anh, alo, anh có nghe rõ không? Nghe rõ rồi. Bây giờ anh nói bớt cái lượng CO2 ra thì rõ ràng cái K này như thế nào với KC, so sánh coi. Nhỏ hơn. Bây giờ em nói bớt cái nồng độ CO2, tức làm cho cái thương số này như thế nào đây? Cái mẫu số này thì nhỏ đúng không? Nhỏ thì rõ ràng cái K này như thế nào với KC? Lớn hay nhỏ? Thì nhỏ. Cái mẫu nhỏ. Càng nhỏ thì cái phân số như thế nào em? Như càng lớn này. Càng lớn chứ em. Bây giờ em rút bớt cái, tức là ban đầu là KC, bây giờ em rút bớt cái C ra, CO2 ra thì chúng ta cái chúng ta thu được cái K này nè, chính là cái nồng độ ở thời điểm bất kỳ đúng không? Không phải là cân bằng. Thì nó sẽ lớn hơn cái KC này chứ. Đúng không? Nhưng bây giờ nó lớn hơn thì để cái phản ứng nó phải xảy ra theo chiều làm cho cái K này tiến về K, tức là nó phải giảm bớt để cho nó bằng KC. Như vậy rõ ràng cái phản ứng nó phải xảy ra làm sao nào? Làm tăng cái lượng CO2 lên và đồng thời phải giảm bớt cái gì đây em? Giảm bớt cái lượng CO xuống để cho cái phân số này nó nhỏ dần tiến về KC đúng không? Anh hiểu vấn đề không? Đó. Như vậy đó là cái chiều nào, như vậy đó phản ứng phải xảy ra chiều gì? Tạo ra CO2 đúng không? Và giảm bớt cái lượng CO, như vậy là chiều nào? Chiều nghịch hay là chiều thuận? Alo. Chiều nghịch hay chiều thuận? Anh tập trung vào ơi. Chiều nào? Thuận. Bây giờ em để ý cái thương số K đấy. Bây giờ là em thấy là khi mà cái thêm cái giảm bớt cái lượng CO2 xuống đúng không? Thì cái giá trị K này này như thế nào? Nó lớn hơn KC đúng không? Vì cái mẫu nó nhỏ mà. Đúng không? Chúng ta so sánh cái nồng độ đây, ban đầu ra đang cân bằng thì bây giờ rút bớt cái nồng độ CO2 ra thì có nghĩa là cái K này này nó sẽ như vậy. Lúc này cái thương số này là K nó sẽ nhỏ hơn KC, hiểu vấn đề không nào? Đúng không? Cho nên muốn cho cái K này mà đạt đến KC thì có nghĩa là chúng ta phải gì đây? Phải giảm bớt xuống vì nó lớn hơn. Thì đó là để giảm cái thương số này mà nó nhỏ thì sao? Thì buộc chúng ta phải tăng cái mẫu lên hay là giảm mẫu xuống? Giảm mẫu xuống. Rồi cái phần số càng lớn sao là giảm em? Để tăng lên. Tăng lên và phải giảm cái tử số này xuống. Nhưng mà đó có nghĩa là chúng ta phải tăng cái nồng độ CO2 lên và đồng thời phải giảm cái nồng độ CO xuống thì em nhìn phần này chiều nào là chiều mà giảm cái nồng độ CO2 mà chiều nào làm tăng cái nồng độ CO, xin lỗi là chiều nào mà tạo ra CO2 và tăng cái nồng độ CO2 và giảm cái nồng độ CO, chiều nào? Chiều thuận hay chiều nghịch? Dạ là chiều thuận đúng không? Bây giờ cái chiều thuận là cái chiều nào làm giảm cái nồng độ CO2 hay là tăng cái nồng độ CO2? Bây giờ chúng ta phải hiểu, mong muốn chúng ta phải là gì, làm cho cái nồng độ CO2 tăng lên đúng không, và cái nồng độ CO nó giảm xuống, bởi vì lúc vì ta đang giảm cái nồng độ CO2 mà, thì cái KC, cái K này là lớn hơn KC đúng không? Em hiểu vấn đề không nào? Ở đây là chúng ta xét cái thương số K này nè, chính là bằng cái nồng độ CO phẩy bình phương mà chia cho cái nồng độ gì đây, CO2 gọi là CO phẩy, chứ không phải là cân bằng nha. Bây giờ cái K ban đầu đây, K cân bằng chúng ta là đây nè, đúng chưa, đạt trạng thái cân bằng rồi, hiểu không? Bây giờ khi mà em tăng cái nồng độ ở đây, bây giờ chúng ta rút giảm cái nồng độ CO2, có phải là cái K này nó sẽ lớn hơn không nè? Cái phân số này là nó sẽ giảm nồng độ CO2, có nghĩa là cái K này sẽ là đấy, nó sẽ lớn hơn KC chứ nữa, hiểu vấn đề không? Bây giờ muốn cho cái K này nó bằng KC thì buộc sao? Muốn cho K nó tiến về KC thì rõ ràng chúng ta phải gì, tăng cái CO2 lên đúng không? Để cho phân số nó giảm xuống, tức là chúng ta phải gì, tăng cái CO2 lên và đồng thời chúng ta phải giảm CO xuống. Bây giờ chúng ta hiểu đơn giản thì cái phản ứng nào làm tăng nồng độ CO2 và giảm cái nồng độ CO xuống?
phản thuận hay phản nghịch? Nghịch. Phản nghịch cho em. Bởi vì theo thời gian rõ ràng cái phản nghịch nó hai cái phân tử CO nó sẽ phân hủy, nó sẽ tạo thành là gì? Carbon và CO2 mà. Đúng không? Có hiểu vấn đề không? Thì cái lượng CO2, cái CO nó giảm bớt xuống chứ. Bây giờ ta học rồi, ta xét một cái chiều phản ứng á, thì rõ ràng là cái chất tham gia nó phải giảm xuống và cái chất tham, sản phẩm nó phải tăng lên, nồng độ tăng lên chứ. Ta xét một chiều, ở đây xét dầu thuận á, thì chất tham gia ra là CO2, còn sản phẩm là CO, và cái thép thiếu dầu thuận thì cái nồng độ CO2 giảm bớt và nồng độ CO tăng. Đúng không? Bây giờ ta xét ngược lại theo chiều nghịch là sao? Là CO đây là chất tham gia cho nên nồng độ nó phải giảm xuống và cái nồng độ CO2 phải tăng lên. Chúng ta phải xét từng chiều được chưa nào? Alo. Yeah. Em phải xét nhìn theo hai chiều. Chiều thuận á, rõ ràng là carbon và CO2 là chất tham gia, còn CO là sản phẩm. Bây giờ em xét ngược lại theo chiều nghịch thì cái CO là chất tham gia, còn carbon và CO2 là gì? Là chất sản phẩm. Thì em phải xét chiều nào là phải xét chiều đó. Cho ví dụ xét tiêu thụ thuận á, là em ở đây em hiểu là cái nồng độ CO2 phải giảm xuống, cái nồng độ CO tăng lên. Còn em xét tiêu dùng nghịch là cái nồng độ CO là giảm xuống và cái nồng độ CO2 tăng lên, đúng không? Tự nhiên ở đây thì rõ ràng là cái nồng độ CO2 theo thời gian tăng lên thì chắc chắn cái CO2 là phải nằm với phía bên sản phẩm, còn cái CO này nằm với chất tham gia. Như vậy nhìn vào coi thì rõ ràng là phải phản thuận không? Phản thuận thì CO mới là chất tham gia, còn CO2 mới là sản phẩm chứ. Em hiểu vấn đề không? Được chưa? Cứ nhớ là cái sản phẩm bao giờ cái nồng độ tăng lên theo thời gian, còn chất tham gia bao giờ nó cũng giảm theo thời gian, được chưa? Như vậy chúng ta chú ý chưa nào. Và ở đây như vậy rõ ràng khi em rút CO2 ra thì rõ ràng phản ứng nó xảy ra chiều nghịch, tức là cái chiều mà tạo ra thêm cái nồng độ CO2. Có nghĩa là em thấy cái phản ứng này nó luôn luôn là xảy ra theo chiều là chống lại cái tác động từ bên ngoài, đúng không? Có nghĩa khi mà em tăng cái CO2 lên thì phản ứng nó xảy ra theo chiều là giảm lượng CO2, đó là chuyện chủ thuận. Còn khi bây giờ em giảm cái nồng độ CO2 xuống thì phản ứng nó lại xảy ra theo chiều là gì đây? Tạo ra CO2, tức là chiều nghịch. Được chưa? Nhưng mà nó luôn luôn là gì? Cái sự chuyển dịch bao giờ nó cũng luôn luôn là xảy ra theo chiều chống lại cái tác động của các yếu tố bên ngoài. Được chưa? Em mình rõ không? Đó. Như vậy nhận xét ở đây, khi chúng ta tăng hay giảm nồng độ của một chất trong cân bằng thì cân bằng bao giờ cũng chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động, tức là nó làm ngược lại của việc tăng hay giảm nồng độ của chất đó. Được chưa? Chúng ta ghi vào, được chưa nào? Thông dây em nhờ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sang cái ảnh hưởng của áp suất chưa nào. Bây giờ ta xét cân bằng sau ở trong cái bít tông kính mà có cái xi lanh ở nhiệt độ thường và không đổi chưa nào. Ở đây chúng ta đang xét cái cân bằng như ở cái thí nghiệm ban đầu á, thì ở đây là cái trong cái hỗn hợp bít tông xi lanh chưa được kính chưa đo đạc kính thì nó có cái hỗn hợp khí rồi chưa, nó tồn tại cân bằng thế này rồi nha, đang xảy ra cân bằng thế này rồi, được chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta tiến hành thay đổi cái áp suất của cái hệ bằng cách chúng ta sẽ để tăng áp suất thì chúng ta thường động sẽ nén, nó nén bít tông, có nghĩa là đổ cái bít tông lại làm cho cái thể tích nó giảm xuống, đúng không? Đúng chưa? Còn khi mà em muốn mà giảm áp suất thì sao? Có nghĩa em kéo bít tông ra để cho thể tích của hỗn hợp nó tăng lên, đúng không nào? Giống như ăn bơm vậy đó, ném thì rõ ràng là sẽ đổi cái tăng áp suất để đổi cái không khí vào quả bóng, đúng chưa nào? Em hình dung ha, chưa nào?
Thì bây giờ nè, ban đầu đây thì em thấy khi mà nó hệ đạt trạng thái cân bằng thì cái màu sắc của nó như thế này đúng không nào? Đây là cái hệ đang ở trạng thái cân bằng ở trong cái bình kính cái này. Được chưa? Em hiểu vấn đề không? Thì bây giờ người ta tiến hành, người ta sẽ đổ cái bê tông vào và quan sát thử coi có hiện tượng gì không nhé. Đó, để ý coi, quan sát coi nè. Đó, như vậy rõ ràng là sao đây? Thấy chưa? Như vậy quan sát nha. Bây giờ thầy sẽ phải tiến hành, thầy sẽ gì đây? Thầy sẽ tiến hành là thầy kéo bê tông ra. Thầy kéo bê tông ra thử coi nè. Như vậy ra để ý nè. Thí nghiệm chứng tỏ rằng là khi mà hệ ở trạng thái cân bằng này, nếu chúng ta tăng áp suất chung của hệ lên á, bằng cách chúng ta đổ bê tông vào á, để cho thể tích của chúng ta thèm xuống, thì tới cái số mol khí của NO2 nó sẽ giảm bớt, đúng không? Vì nó mèo nó nhạt dần mà, cái khí NO2 nó làm cho cái màu nó đậm dần, còn khí NO2 không mèo làm cho cái màu nhạt dần. Mà đây nó nói là cái màu nhạt dần chứng tỏ đó là cái hàm lượng này này, cái số mol khí NO2 nó giảm bớt, đồng thời là cái số mol khí NO2O4 nó tăng lên, thì có nghĩa là cân bằng nó chuyển dịch theo chiều nào, chiều mịch, đúng không nào? Chiều mịch, có phải không? Chiều nghịch, vì chiều nghịch có nghĩa là cái nồng độ của CO2 tăng lên, có nghĩa là cái N2O5 nó là N2O4 nó là nằm ở bên vế sản phẩm, còn cái NO2 nó là tham gia. Nhưng mà ta đang xét cái phản ứng hồi nãy thì chúng ta có là hai phân tử NO2 tạo ra là gì đây, là N2O4, ta xét cái chiều từ trái sang phải thì chiều thuận á, cho nên ở đây chiều chiều nghịch chính là cái chiều mà làm cho cái N O2 nó giảm bớt, được chưa nào? Được chưa nào? Như vậy rõ ràng em chú ý, và khi mà chúng ta kéo bê tông ra em thấy là cái màu sắc như thế nào đây em? Như thế nào đây em? Nó sẽ đậm đậm dần đúng không nào? Như vậy rõ ràng cân bằng nó cũng đã chuyển dịch rồi, đúng không? Cân bằng nó cũng chuyển dịch rồi, được chưa? Như vậy rõ ràng là khi mà em giảm áp suất thì rõ ràng cân bằng nó chuyển dịch theo chiều thuận, tức là chiều làm tăng số mol khí trong hệ, nghĩa là chuyển dịch về phía làm giảm tác động của việc giảm áp suất chung. Nhưng mà tóm lại á, ảnh hưởng áp suất em thì cứ nhớ cho thầy là khi mà chúng ta tăng áp suất thì cân bằng nó chuyển dịch theo cái chiều, chiều là gì, chiều giảm số mol khí, được chưa? Nhớ ghi vào chưa nào, được chưa? Và ngược lại, khi mà chúng ta giảm áp suất thì cân bằng nó chuyển dịch theo chiều làm tăng số mol khí trong hệ, được chưa? Alo, chúng ta ghi vào, ghi vô chưa nào, được chưa? Ghi nó vào. Khi tăng áp suất của hệ trung của hệ thì cân bằng nó chuyển dịch theo chiều làm gì, làm giảm số mol khí, được chưa? Thì cứ nghĩa là cái chiều nào mà thấy số mol khí nó giảm so với lúc trước thì chiều đó sẽ xảy ra, còn khi mà em giảm áp suất thì cân bằng nó chuyển dịch theo chiều làm tăng số mol khí đó. Vì như vậy nó có nghĩa là nó sẽ luôn luôn chống lại, đúng không? Cái chiều chuyển dịch bao giờ nó cũng chống lại cái chiều tác động, được chưa? Chống lại cái việc mà tác động của việc, được chưa nào? Chú ý có nhìn thấy rõ không? Em chữ hơi nhỏ em nhìn ra không? Để rõ này thì nó
xong rồi này. Như vậy rõ ràng khi em nói là tăng hoặc là giảm áp suất chung của hệ thì sao nào? Thì cân bằng bao giờ cũng chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động của việc tăng hoặc là giảm áp suất đó, được chưa nào? Đó, chúng ta nắm được chưa nào? Xong rồi. Và chú ý cho thầy ở đây có quan trọng này, giờ áp suất nó không ảnh hưởng đến cân bằng khi nào, khi mà cái phản ứng mà có số mol khí hai vế phương trình hoặc bằng nhau, giờ nhớ rõ chưa nào? Và thứ hai đó là gì nào? Phản ứng nó không có cho khí, nhớ chưa? Là đó là hai cái phản ứng mà áp suất dù là tăng hay giảm thì không ảnh hưởng đến hệ. Em hiểu vấn đề không? Đó, chú ý nha. Xong rồi này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhé. Được chưa nào? Bây giờ xét ảnh hưởng của nhiệt độ. Được chưa nào? Thì ở đây chúng ta chú ý xét cái phản ứng này. Được chưa nào? Thì giá trị ở đây là nhiệt phản ứng. Thì ở đây là như vậy rõ ràng chúng ta cũng ở đây chúng ta chú ý thì
Nếu chúng ta làm lạnh thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Thì ở đây tôi chỉ cần nhớ cho thầy là cái chiều. Cho nào, kết luận ở sau này. Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều là thu nhiệt. Nghĩa là chiều làm giảm tác động của việc tăng nhiệt độ. Bởi vì biết là chiều thu nhiệt là cái chiều làm cho cái nhiệt độ của nó giảm giảm dần theo thời gian. Đúng không nào? Được chưa? Bây giờ đang tăng thế này rõ ràng là cân bằng nó phải chuyển dịch theo chiều giảm, tức là làm giảm tác động của việc tăng nhiệt độ. Và khi chúng ta giảm nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều vẫn tỏa nhiệt, tức là làm giảm tác động của việc giảm nhiệt độ. Vì chiều tỏa nhiệt là chiều làm cho cái nhiệt độ của hệ tăng dần lên, đúng không? Bây giờ nhiệt độ đang giảm thế này thì rõ ràng là cân bằng nó phải chuyển dịch theo chiều làm tăng cái nhiệt độ của hệ lên, tức là chiều tỏa nhiệt. Nhớ chưa nào? Hello. Đó, ta nhớ chỗ này nha. Yeah. Và chú ý ở đây là tiếp tục là ảnh hưởng của chất xúc tác. Tức là chất xúc tác nó không làm cân bằng chuyển dịch, nhớ chưa? Mà chất xúc tác nó chỉ làm cho cái tốc độ vận thuận và nó nghịch nó tăng lên. Do đó là nó làm cho cái trạng thái cân bằng nó nhanh chóng thực lập. Được chưa? Chứ không phải là ảnh hưởng đến cân bằng chuyển dịch cân bằng, nhớ không? Và chú ý ở đây là chất xúc tác không làm cân bằng chuyển dịch. Được chưa? Mà nó làm cho cân bằng nhanh chóng được thiết lập hơn thôi. Yeah. Và như vậy là từ các thí nghiệm mà xét các yếu tố ảnh hưởng của nhiệt độ thì ở đây thì cái ảnh hưởng này đã được nhà bác học là Le Chatelier ông đã tóm tắt lại cái nội dung cho cái nguyên lý chuyển dịch cân bằng bác học như sau. Chỗ này. Thì mới nhớ là một cái phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi mà chịu tác động từ bên ngoài như là biến đổi về nồng độ này, áp suất nhiệt độ thì cân bằng thì chúng ta sẽ chịu làm giảm tác động bên ngoài đó. Nhớ chưa nào? Nhớ là luôn luôn là nó chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó. Thì nãy giờ chúng ta đã làm các cái thí nghiệm rồi, chúng ta cũng đã nắm rồi đúng không? Được chưa? Thì đó thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua ta làm một số cái bài tập cho nào. Các cái băng điện mình đã cái băng điện này chỗ ra ra nền ấy thành ra tách tao khu tao thích nó phải cháy phải đây. Rồi thì bây giờ chúng ta chỉ tiến hành làm một số cái thí nghiệm sau được chưa nào. Bây giờ câu thứ nhất, bây giờ cho cân bằng hóa học ở đây, chưa? Bây giờ biết phản thuận là phản thu nhiệt, để cân bằng để cho chuyển dịch theo chiều nghịch thì chúng ta làm xem nào đây. Ở đây chiều thuận là thu nhiệt, có nghĩa là chúng ta hiểu cái chỗ này chưa? Quy ước ở đây chúng ta nhớ là gì? Chúng ta cần nhớ là ghi delta H nhé, là biết không, tức là tỏa nhiệt để cho nó. Bây giờ còn delta H mà lớn hơn không tức là thu nhiệt, đúng không? Nói ví dụ như ở đây thì có cái phần A chất A đúng không, cộng cho B chất B này tạo ra là gì, C phân tử chất C, và cộng cho D phân tử chất D, và người ta ghi cái delta H chỗ này. Giả sử như ở đây, nếu như ở đây delta H mà biết hơn không thì có nghĩa là em hiểu là nhìn vào đây thì cái chiều thuận của nó là phản ứng tỏa nhiệt. Thì ngược lại thì em phải hiểu chiều ngược lại chính là chiều thu nhiệt. Em hiểu không? Alo, nếu như chỗ này em ghi thế này á, có nghĩa là cái ở trên này á, cái chiều thuận nó là như vậy, cái chiều ngược lại này này là delta H nó phải là gì đây? Lớn hơn không? Thì có nghĩa là chiều bên này chứ là delta H nó sẽ phải lớn hơn không? Em hiểu không? Phải hiểu như thế. Và ngược lại, người ngược lại nghĩa là sao? Nếu như delta H này em ghi á, nhìn đọc từ chiều từ trái sang phải nghe, delta H mà lớn hơn không thì rõ ràng cái chiều từ phải sang trái
là đen đá ta biết không? Có hiểu nôm na như thế, nghĩa là phản ứng thuận mà người ta ghi là đen đá nó là tỏ nhiệt, thì ngược lại phản ứng nghịch nó là thu nhiệt. Được chưa? Như bảo rằng là hai cái phản ứng nghịch và thuận thì cái hiệu ứng nhiệt nó trái ngược nhau. Thì một chiều là tỏ nhiệt thì chiều ngược lại sẽ là chiều thu nhiệt. Được chưa? Và cứ nhớ cho thầy nhé. Thì ở đây tỏ nhiệt thì có nghĩa là cái nhiệt độ sau, cái nhiệt độ sau nó phải lớn hơn nhiệt độ trước. Nhiệt độ sâu của hệ nó phải lớn hơn nhiệt độ ban đầu. Yeah. Còn thu nhiệt nghĩa là nhiệt độ sâu của nó phải bé hơn cái nhiệt độ ban đầu. Ở đây là xét nhiệt độ của hệ. Cho này. Em rõ vấn đề không? Đó. Thì ở đây chúng ta vận dụng cái nguyên lý chuyển dịch vào để chúng ta giải thích. Yeah. Thì bây giờ ở đây người ta cho phản thuận là thu nhiệt thì em ghi chỗ này. Là delta H nó lớn hơn không? Đúng không? Bây giờ để cân bằng để cho chuyển dịch theo chiều nghịch tức là chiều thu nhiệt. Như vậy rõ ràng em hiểu chỗ này em ghi kế ra là bé hơn không? Tức là từ bên này sang này là tỏ nhiệt ra. Nhưng mà để cho cân bằng chuyển dịch theo theo chiều tỏ nhiệt có nghĩa là sao em? Mà chiều tỏ nhiệt là em hiểu là chiều làm cho cái nhiệt độ nó tăng lên đúng không? Mà con biết rằng là cái chiều chuyển dịch bao giờ nó cũng làm chống lại cái việc mà tác động đúng không? Đúng không? Bây giờ tác động như thế nào để cho cái cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng cái này, nhiệt độ của hệ lên, tức là chiều tỏ nhiệt á, là chúng ta phải làm gì đây? Ở đây thì đã cho rồi đúng không? Bây giờ chúng ta tăng nồng độ khí CO2 được không? Alo, để cho cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Thì bây giờ để bây giờ ở đây chúng ta quan tâm là biết chiều thông thường là vẫn thu nhiệt, nhưng mà ở đây chúng ta để ý này là người ta nói là để cho cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Chiều nghịch tức là cái chiều mà tạo ra ở đây làm giảm cái nồng độ CO2 đúng không? Tức là CaO nó tác dụng với CO2 nó tạo ra canxi carbonate mà đúng không? Yeah. Thì có nghĩa là chúng ta phải gì đây? Phải thay đổi như thế nào? Ở đây bốn đáp án, chọn đáp án nào đây? A là tăng nồng độ CO2. Nếu như tăng nồng độ CO2 thì cân bằng ở chuyển dịch theo chiều gì đây? Chiều nghịch hay chiều thuận? Dạ, nếu mà nồng độ thì nghịch đó. Đúng rồi, chiều nghịch. Đúng rồi, thì chúng ta phải chọn ở đây như vậy. Cái đáp án này là sửa lại nha. Như vậy ở đây là tăng nồng độ, ở đây sửa lại là giảm nồng độ đi, được chưa? Giảm nồng độ nha, giảm nồng độ, được chưa? Tương tự như thế thì khi em tăng áp suất thì rõ ràng là cân bằng nó như thế nào đây nè. Ở đây thầy sửa lại rồi đáp án từ từ nha. Thầy quên thầy nhầm chỗ này rồi. Trên TH ở đây là lớn hơn không nha. Thì đề bài đã cho rồi. Ở đây là để cho phần này cân bằng chuyển dịch theo chiều. Chiều thuận nha, được chưa nào? Chưa là chiều thuận, được chưa? Phải chiều nghịch đâu. Được chưa nào? Yeah. Chiều thuận. Thì đây chúng ta khi mà tăng nồng độ CO2 thì rõ ràng là theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng á, thì cân bằng là chuyển dịch theo chiều gì em nhỉ? Theo chiều gì đây? Bây giờ cái tác động đó là khi ông tăng nồng độ khí CO2 làm cho cái nồng độ CO2 trong hệ tăng lên.
Nhưng mà nó đang cân bằng, nó chuyển dịch theo chiều nào này? Alo, theo chiều nào? Chiều thuận hay chiều nghịch? Chiều nghịch. Chiều nghịch để làm cho cái lượng số 2 giảm bớt đi, đúng không? Thì nó mới cân bằng được, đúng không? Chứ như vậy ở đây chúng ta chọn đáp án, ở đây là cái đáp án A là loại này, được chưa nào? Bây giờ khi âm thanh áp suất lên á, thì tương tự như vậy, khi âm thanh áp suất ở đây, chúng ta chú ý ở đây là phản ứng nó sẽ xảy ra là nó có một chất khí này. Như vậy rõ ràng khi tăng áp suất thì phản ứng nó phải xảy ra theo chiều là gì, làm giảm số mol khí xuống, đúng không? Và nhìn thấy trong phản ứng này rõ ràng ban đầu là không có chất khí, áp suất nó rất là nhỏ, nhưng mà lúc sau nó tạo ra khí, áp suất nó tăng. Bây giờ khi âm thanh áp suất thì rõ ràng là cân bằng phải chuyển dịch theo chiều thuận, chiều nghịch, đúng không? Và chiều nghịch về là chiều mà làm giảm số mol khí xuống, đúng không? Đó chưa? Nhưng vào đây đáp án chúng ta loại đi. Bây giờ khi em giảm nhiệt độ này, bây giờ em thấy là khi giảm nhiệt độ thì phản ứng nó phải xảy ra theo chiều tỏ nhiệt hay chiều thu nhiệt đây em? Alo, em biết rằng tỏ nhiệt đó làm cho cái nhiệt độ của hệ tăng lên, đúng không? Còn thu nhiệt làm cho cái nhiệt độ của hệ giảm xuống, đúng chưa? Alo, bây giờ khi em giảm nhiệt độ thế này thì nó làm cho cái cân bằng chuyển dịch theo chiều, làm cho vậy nhiệt độ của hệ nó phải gì đấy, tăng lên, đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ chiều nào, theo em chiều nghịch hay chiều thuận? Đây này, bà đã ghi cho thông tin rồi, chiều thuận là chiều thu nhiệt, đúng không? Mà khi em giảm nhiệt độ thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều nào, chiều tỏ hay chiều thu? Em học rồi. Chiều tỏ. Chiều tỏ, như vậy cái chiều thuận là chiều thu nhiệt thì ngược lại. Được chưa em? Được rồi. Đó, như vậy rõ ràng ở đây tiếp tục cái phản ứng thứ hai. Bây giờ câu số 2 nè. Chúng ta suy nghĩ coi câu số 2. Bây giờ cho cái phản ứng này siêu phản ứng ta thu được chất nào sau đây nè? Alo. Siêu phản ứng ta thu được những chất nào? Hay là câu C. Tức là câu C đúng không? Dạ. Đúng rồi, câu C. Tức là trong một cái phản ứng này thì bao giờ rõ ràng là cái hỗn hợp siêu phản chúng ta đều là gì? Đều đầy đủ cả chất tham gia và sản phẩm của phản ứng, được chưa nào? Nó là bởi vì rõ ràng là cái chất tham gia nó không chuyển hóa hết thành sản phẩm, cho nên là siêu phản nó cái còn lại cho toàn bộ, đúng không? Được chưa nào? Đó, và chú ý cái hiệu suất bao giờ nó cũng luôn luôn là nhỏ hơn 100%, chú ý nha. Tiếp tục bây giờ câu số 3. Câu số 3 thì nó cũng liên quan đến một phần, đó là cái kiến thức chúng ta học rồi, đó là chúng ta nhớ là cái tốc độ phản ứng thuận, đúng không? Thì bao giờ nó cũng chính là bằng K thuận. Nhân cho gì đây? Nhân cho gì đây? Nồng độ, đúng không? Đúng chưa em? Và nhân cho cái nồng độ của oxy. Bây giờ người ta hỏi là khi mà tốc độ phản thuận tăng lên 4 lần khi nào? Có nghĩa là khi mà em tăng cái nồng độ gì đây em? Tăng cái nồng độ SO2 lên 2 lần, đúng không nào? Đúng không? Khi tăng lên 2 thì mũ 2 lên phải là 4, đúng không? Như vậy rõ ràng ở đây ta chọn đáp án là đáp A. Được chưa? Thì cái này cũng dễ thôi, ví dụ như ở đây về phản ứng phẩy này tính là bằng gì? K nhân cho cái nồng độ lúc đó ban đầu là 2 SO2, thì khi mũ 2 lên cái nồng độ oxy giữ nguyên thì
À, cái này em chỉ đưa ra ngoài sẽ là 4 lần đúng không? Đúng chưa nè? Cái nồng độ O2 thì là bằng 4 lần V về thùng ban đầu. Và rõ ràng là chúng ta chọn đáp án A. Được chưa? À, tương tự như vậy, rõ ràng ở đây chúng ta có làm được ở phần này không? Thì cái phần này thì nó trong chương trình có thể là giảm tải, nhưng mà chúng ta nghiên cứu thêm để chúng ta hiểu hơn. Được chưa nào? Khi tăng nồng độ hydro lên 2 lần thì tốc độ phản thuận sẽ là bao nhiêu? Thì nhớ cái tốc độ phản thuận thì chính là bằng K thuận nhân cho cái nồng độ của nitơ đúng không? Và nhân cho cái nồng độ của hydro mũ 3 đúng chưa nào? Nhưng mà khi em tăng nồng độ lên 2 lần thì rõ ràng cái tốc độ phản thuận sẽ tăng lên mấy lần em? Vì cái ra là nó là cái nó tăng theo cái hàm mũ của cái nồng độ hydro đúng không? Nhưng mà khi em tăng lên 2 lần có nghĩa là tăng theo tốc độ phản thuận nó tăng lên là 2 mũ mũ 3 lần đúng không nào? Đúng không? Tức là bằng 8 lần đúng không? Đúng chưa? Alo. Các em nhìn thay số thôi, ví dụ như đó là gọi V phẩy đấy. Thì chỉ bằng là K hàng số mà thay không thay đổi thì chỉ thay đổi cái nồng độ hydro là 2 lần. Thì chỗ này sẽ là mũ 3 thì nó tách ra sẽ là bằng 8 đúng không nào? Đúng chưa? Đúng không? Dạ. Yeah. Tơ nhân cho hydro tất cả mũ 3 là bằng 8. Chứ bằng 8 lần PV thùng ban đầu. Đó, như vậy chúng ta hiểu chưa nào? Rồi, bây giờ tiếp tục. Cái thứ năm, bây giờ phản ứng thuận nghịch là phản ứng như thế nào đây? Phản ứng thuận nghịch là phản ứng mà xảy ra trong cùng điều kiện. Đúng không? Trong cùng điều kiện phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau, có phương trình hóa học được đưa ra. Bây giờ câu số 5 chúng ta làm được không? Alo em. Dạ được rồi. Như vậy câu 5 chúng ta chọn đáp án là đáp án A. Cho nào. Dạ. Bây giờ câu số 6 nào. Bây giờ cho các phát biểu sau, bây giờ số phát biểu sai là gì nè? Bây giờ công bằng hóa học chỉ tồn tại trong phản ứng thuận nghịch đúng hay sai? Câu này đúng hay sai em? Ừ. Công bằng hóa học chỉ tồn tại trong phản ứng thuận nghịch đúng hay sai? Thì câu này là câu gì đây? Cũng đúng. Cũng là vì chỉ có phản ứng thuận nghịch nó mới tồn tại cân bằng đúng không? Vì khi có hai chiều xảy ra thì mới tồn tại cân bằng được, chứ còn một chiều sao cân bằng đúng không? Được chưa? Thì câu B, khi phản ứng đạt đã tăng bằng đồng độ các chất không đổi do phản ứng dừng lại đúng hay sai? Câu này câu sai này. Ý đầu đúng nhưng mà do phản ứng dừng lại là sai, vì ở đây là tại cái thời điểm mà xảy ra cân bằng phản ứng nghịch, phản ứng thuận xảy ra chứ không phải là dừng lại nhé. Phản ứng thuận nghịch có thể đạt hiệu suất 100%, thuận nghịch thì không bao giờ 100% được, sai nhé. Tại trạng thái cân bằng tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch là câu này là câu đúng này. Câu Y, cân bằng hóa học là cân bằng động, câu này cũng đúng luôn. Vì chất xúc tác làm cho cân bằng chuyển dịch nhanh hơn, câu này là làm cho phản ứng nhanh chóng đạt đến trạng thái cân bằng, chứ không phải là cân bằng chuyển dịch nhanh hơn. Nhưng câu này cũng sai. 1, 2, 3, chúng ta chọn đáp án A. Được chưa? Alo. Chúng ta nắm được chưa nào? Bây giờ câu số 7, chúng ta làm được không? Cân bằng hóa học là cân bằng gì em? Cân bằng động, nãy ta học rồi. Chứ không phải là cân bằng tĩnh đâu nhé. Chúng ta loại được đáp án này đi. Nha. Là cân bằng động vì trạng thái tán cân bằng phản ứng thuận và nghịch phản tích tiếp tục diễn ra với tốc độ bằng nhau. Ở câu này là câu đúng này. Rồi chưa nào? Câu ý sau là chậm dần còn phản nghịch tăng dần. Sai nhé. K
cái này là không phải, mà chúng ta đang xét phản một chiều vì nó mới có. Rồi bây giờ câu số 8, sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng hóa học này sang trạng thái cân bằng khác, đúng không? Do tác động của các yếu tố từ bên ngoài tác động lên cân bằng, và chúng ta chọn đáp án là đáp án C. Giờ đó là khái niệm sự chuyển dịch cân bằng, đúng chưa? Alo, chúng ta nắm được chưa nào? Tiếp theo là câu số 9. Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kính. Bây giờ ra là cho cái phản thuận này, delta H biến không là tổn nhật hay thu nhật này em? Alo. Dạ. Tổn nhật hay thu nhật đây? Người ta ghi thế này là phản này là tổn nhật hay thu nhật theo chiều thuận á, tổn nhật hay thu nhật? Đúng anh? Dạ. Phản này là phản tổn nhật hay là thu nhật? Dạ, tổn nhiệt này. Đúng rồi, tổn nhiệt. Bây giờ yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi? Tức là để cho, có nghĩa là cái nồng độ nó biến đổi khi mà nó chuyển dịch cân bằng, đúng không? Thì nó mới nồng độ nó biến đổi. Nó biến đổi sau một thời gian nó mới thiết lập cân bằng mới thì nồng độ nó ổn định được. Được chưa? Có nghĩa là người ta nói ra là yếu tố nào làm cho cân bằng chuyển dịch. Thì rõ ràng chúng ta học thì có ba yếu tố là nhiệt độ, nồng độ và áp suất, đúng không? Nhưng mà rõ ràng sự có mặt của xúc tố tác là chúng ta chọn đáp án. Được chưa nào? Ăn xe, đúng không? Được chưa? Cái còn mọi biến đổi khác thì rõ ràng. Và ở đây chúng ta chú ý là biến đổi áp suất nó cũng có ảnh hưởng. Được chưa nào? Được chưa? Bây giờ câu số 10. Được chưa nào? Câu số 10 chúng ta làm được không nha? Câu số 10 là tự chọn đáp án này em. Dạ. Câu số 10 chọn đáp án ở đây. Dạ là câu A. Ở đây biết khi hệ nhiệt độ thì bình thì màu nâu đỏ đỏ nhạt dần, có nghĩa là cân bằng chuyển dịch theo chiều gì đấy. Khi hệ nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Chiều thuận. Nhưng mà phản ứng thuận mà khi hệ nhiệt độ thì phản phải thể ra theo chiều gì, học rồi nguyên lý rồi. Theo chiều gì hệ nhiệt độ thì cân bằng tỏ ra hay là thu vào, chuyển dịch theo chiều tỏ ra. Tỏ ra thì delta H như thế nào đấy? Bé hơn không, đúng không? Và tỏ nhiệt, đúng chưa nào? Như vậy ta chọn đáp án là đáp án A. Đúng rồi. Được chưa? Rồi tiếp tục đi nào. Câu số 11. Câu 11, câu C. Câu số 1 nó chọn đáp án nào đây? Câu C. Đó là tăng áp suất, đúng không? Tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều, chiều thuận, đúng rồi. Vì khi tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm sức không khí, đúng rồi đó.
Bây giờ câu số 12. Bây giờ cho cân bằng hóa học. Được chưa nào? Bây giờ ở đây đồng thời là cái delta H này là lớn hơn không, có nghĩa là phản ứng này là phản ứng thu nhập, đúng không? Bây giờ hỏi là cân bằng không về chứng dịch khi nào đây? Khi nào? Cân bằng không bị chuyển dịch khi nào? Dạ là giảm áp suất chung của hệ. Đúng rồi, vì giảm áp suất chung của hệ thì phản ứng này em thấy là đối với cái hệ khí tham gia thì rõ ràng là cân bằng nó không bị chuyển dịch khi là cái áp suất, khi mà chúng ta cái thay đổi áp suất mà hay là thay đổi áp suất mà cân bằng nó không bị chuyển dịch là trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái phản ứng này là không có chất khí tham gia, bởi vì áp suất nó chỉ gọi ra bởi chất khí thôi, đúng không? Còn đối với chất rắn và thì và chất lỏng thì nó không có gọi ra áp suất thay đổi đáng kể. Và thứ hai nữa là cái trường hợp thứ hai mà áp suất không thay đổi, không làm chuyển dịch, đó là cái tổng số mol khí hai vế của phương trình là bằng nhau. Như vậy đồng thời là trong cái phản ứng này thì có là một mol hydro cộng với một mol iốt là hai mol. Siêu phản ứng nó tạo ra là 2 mol HI cũng là 2 mol bằng nhau, cho nên là thay đổi tăng hay giảm áp suất chung của hệ thì không làm ảnh hưởng đến không chuyển dịch cân bằng. Chúng ta phải chọn đáp án B. Rõ chưa nào? Chúng ta phân biệt được chưa nào? Alo. Đó, thì như vậy thì cái phần cân bằng hóa học chúng ta đã vững chưa? Dạ rồi. Đó. Thì thì thôi thì hôm nay chúng ta cũng xin phép là chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Chắc là có thể hỗ trợ em khoảng tiếng rưỡi thôi, được chưa nào? Thì có điều kiện thì thầy sẽ hỗ trợ nhiều hơn, được chưa nào? Đó. Hy vọng là với trong vòng tiếng rưỡi hoặc gần tiếng rưỡi thì chúng ta kiến thức chúng ta có ổn hay không? Alo. Dạ ổn rồi. Rồi. Thì tiếp hôm sau thầy sẽ tổng hợp và sẽ tiến hành là ôn thi kỳ cho em nha. Dạ. Rồi, thầy chào em. Dạ, chào thầy.